Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Hai việc phải biết cách giữ mồm giữ miệng kẻo rước họa vào thân. Bởi thế nên bí mật của bản thân tốt nhất đừng nói với ai mà chỉ nên giữ cho riêng mình mà thôi. Người dạy nhất là có chuyện gì cũng đi kể lể với người khác như để tìm kiếm một vùng an toàn cho bản thân. Mỗi một người muốn sống tốt trong xã hội này thì việc chung sống hài hòa với những người xung quanh có vai trò rất quan trọng. Những người thông minh họ sẽ biết cách ăn nói mỗi ngày, biết bản thân nên nói đúng lúc và đúng chỗ. Họ thường không nói hết những điều mà mình nghĩ, bởi hơn ai hết thì họ hiểu rằng ngôn ngữ bất khả tận, lỡ nói ra điều gì có thể gây tai họa, bị tiểu nhân. Đặt có hai trường hợp dưới đây thì họ sẽ không bao giờ cho phép mình lỡ miệng. Một, bí mật của bản thân. Trong xã hội này kiểu người nào cũng có những người hôm nay đối xử rất tử tế với bạn nhưng chẳng ai có thể đảm bảo họ sẽ tốt với bạn cả đời được. Có lẽ họ sẽ vì một chút lợi ích nào đó mà bán đứng bạn, bởi thế nên bí mật của bản thân tốt nhất đừng nói với ai mà chỉ nên giữ cho riêng mình mà thôi. Người dạy nhất là có chuyện gì cũng đi kể lể với người khác như để tìm kiếm một vùng an toàn cho bản thân. Hãy nhớ rằng cuộc sống này chúng ta chỉ nên dựa vào chính mình mà thôi. Hãy nâng cao năng lực của bản thân và tạo ra một vùng an toàn bền vững, đáng tin cậy cho mình. 2. Thu nhập của bản thân. Có nhiều người sau khi gặt hái được một chút thành công thì liền trở nên kiêu ngạo, huênh hoang. Đối với mỗi người thì việc tăng thu nhập là một chuyện đáng mừng, tuy nhiên đừng mang thu nhập của mình đi khoe khoang khắp nơi. Việc so sánh hơn thua chẳng mang lại lợi ích mà còn gây họa cho bản thân nếu thua kém người khác. Mặt khác thì khi bạn tự ý khoe khoang mức thu nhập của mình với người khác sẽ khiến cho họ muốn vay tiền. Khi đó cho dù cho vay hay không thì bạn cũng rất khó xử, cho vay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, kế hoạch của bản thân, thậm chí có người cho anh em, bạn bè vay tiền xong không đòi lại được dẫn tới mất tình cảm đôi bên. Chính vậy nên đừng dại dột tiết lộ thu nhập của mình với người khác, đối với bí mật của bản thân cũng như thu nhập của bản thân thì tốt nhất hãy nên giữ mồm giữ miệng. Đây chính là cách bảo vệ của mình cũng như gia đình. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892, hoặc để lại họ tên, xìa tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.